Chào các em học sinh lớp 12. Trong video hôm nay, thầy cùng các em tìm hiểu bài số 2, Lipid. Phần A, kiến thức cần nhớ. Mục nhỏ, khái niệm, công thức tổng quát. Thứ nhất là lipid. Lipid là những chất hữu cơ có trong tế bào sống. Đó là những chất hữu cơ nè. Chất hữu cơ có trong tế bào sống gồm chất béo còn gọi là triglyceride, chất béo hay còn gọi là triglyceride. Steroid, phospholipid, vân vân. Chất béo, về chất béo thì chất béo là trieste, chất béo nhớ là trieste, có nghĩa là este ba chất. Ví dụ mình có là R, RCOOH, RCOR phải, đây là este đơn chất này. RCOO hai lần, R phải là este hai chất. Đó, ví dụ như vậy đó. Còn chất béo nó là este ba chất, có nghĩa là RCOO ba lần, R phải. Chất béo là trieste của glycerol. Glycerol công thức của nó là sẽ là glycerol này. Công thức là C3H5 OH3 lần. Cấu tạo là viết cấu tạo chi tiết này, cấu tạo chi tiết là CH2OH này. CHOH CH2OH có 3 nhóm OH liền kề nhau. Có 3 nhóm OH kế tiếp nhau. Chất béo là trieste của glycerol với axit béo, gọi chung là triglyceride. Thì công thức cấu tạo của nó này là nó gồm gốc axit béo. Gốc axit béo là R1CO, R2CO, R3CO với cái thằng mà glycerol đó thì chúng ta bỏ phần này đi. Còn lại là gốc qua C3H5 chính là CH2CH2 này. Với R1, R2, R3 là gốc hydrocarbon nha. Hydrocarbon. Nếu R1, R2 khác nhau, R2 nếu R1, R2, R3 khác nhau, nếu R1, R2, R3 khác nhau thì sao? Thì sau được viết thành là R trung bình CO 3 lần C3H5. Còn nếu R1, R2, R3 giống nhau thì được viết là RCO 3 lần C3H5. Một số axit béo thường gặp. Thứ nhất là axit béo no. Là có hai chất đó là benzoic axit là C15H31COOH có một liên kết bi và nó có khối lượng phân tử là 256 AMU. Đây, tính luôn cho xem này. C15H31COOH thì lưu ý nó tuân theo công thức là CnH2n cộng 1 COOH, phải không? N bằng 15 thì nó ra là H31COOH, thấy chưa? Đây là axit no đơn chất, axit carboxylic no đơn chất này, mạch hở no đơn chất. Thì ở đây chúng ta có này, cái mà lớn là khối lượng phân tử là bao nhiêu đây? Carbon là 12 mà có 15 là nhân cho 15. Hydrogen là 1 mà có 31 là nhân cho 31. Còn cái này là gì đây? Chỗ này là carbon là 12 này. Đó. OO là O2 đó, là 16 nhân 2. Và cộng cho 1 nữa. Nói chung gốc cái chỗ này là gốc COH là 45 á. Tổng là 45 này. 32 33 này, 33 cộng 2 45. 33 với 12 là 45, đúng không? 45. Vậy 12 nhân 15 cộng cho 31 cộng 45
12 nhân 15 cộng 31 cộng cho 45 thì ra là 256. Ok chưa? Vậy là ban bitic acid thì nó có công thức là C15H31 và khối lượng phân tử của nó là 256. Nhớ nha, thuộc lòng càng tốt. Stearic acid thì công thức là C17H35 thì nó tuân theo công thức là tổng quát là CnH2n cộng 1COH và nó có một ly kết bi. Góc C17H35 là no rồi. Bi nó nằm ở đâu biết không? Bi nằm ở trong cái góc COH này. Đây có một bi này. Khối lượng phân tử là 284. Đây. C17H35 COH thì cái nhóm COH là 45 rồi. Còn hydrogen là 1 mà có 35 là nhân cho 35. Carbon là 12 có 17 nhân 17, vậy là 12 nhân 17 cộng 35 cộng 45. 12 nhân cho 17 cộng 35 cộng 45 thì nó ra là gì? 12 gì? 12 nhân 17 cộng 35 cộng 45 không? Cộng 35 phải cộng 3. Ra là 284. Ok chưa? Còn axit béo không no á. Axit béo thì nó này, axit béo no á là nó ở trong có trong bơ á, trong bơ. Còn axit béo bơ nhân tạo á, axit béo không no thì thường có trong dầu. Dầu gì? Dầu ăn mà dầu dầu vừng, dầu lạc, dầu ô liu, dầu hướng dương rồi đó, vân vân. Thường chứa axit béo là không no. Về axit béo không no thì chúng ta có là oleic acid. Công thức của nó là C17H33, COH nó có hai liên kết bi. Thì ông đây là no này. Ông đây no là một bi thì ông đây sẽ là hai bi. 1733 là 1735. No là 35. 35 thì cái này là thiếu đi hai. Thiếu đi hai H nghĩa là nó là một ly bi với thêm một ly bi trong góc trong cái nhóm COH nữa là thành hai bi. Và đây là C17H35, H35COH thì 284. Vậy C17H33 thì mất đi 2 là còn 282. Ok chưa? Linoleic acid. Linoleic acid thì có nhiều trong các cây omega 3 nha, omega 3, omega 6, omega 6 rồi chưa? Linoleic acid thì có nhiều trong omega 6. Công thức là C17H31COH có 3 liên kết bi và 280 mà lớn là 280. Thì thằng em nhớ thằng C17H33COH là 282 thì thằng này sẽ là 280 này. Và nó tan thêm một liên kết bi. Bởi vì thằng này là 2 thằng này mất đi 2 nữa. 33 giảm còn 31 là còn mất thêm một một bi nữa là thành 3 bi, được chưa? Có nghĩa là nó no, nếu mà nó no thì nó phải là C17H35, COH là no. Vậy thì cái này là 31, C17H31 là thiếu mấy H? Thiếu 4H. 4H nghĩa là nó có 4 chia 2 là có 2 bi. 2 bi với cộng 1 bi ở trong chất trong cái chất axit nữa là thành 3 chưa? Tổng là 3. Chúng ta phải hiểu bản chất nha. Còn axit linoleic nha. Linoleic. Còn đây linoleic thì như nào đó, thấy không? Linoleic, linoleic axit thì công thức của nó là C17H29COH và nó có 4 liên kết bi. Đây này, một thấy chưa, thấy không? Chỗ này là 1735 là 1, 1733 là 2 nè, 17 31 là 4 là 3. 17 3 à, 17 29 là 4. Thấy không? 1 nè. 1 2 3 4 thứ tự nhớ dễ ra. Và khối lượng phân tử nó là 278. Do này nó thiếu 2H nữa là trừ đi 2 là còn 280 trừ 2 là còn 278. Ok chưa? Triglyceride có công thức tổng quát là RCO RCO 3 lần C3H5
Nếu LR là C15H31 thì thay vào đây. Thay vào đây thì ra là C15H31 COO 3 lần C3H5 thì chất này tên là tribametin. Tribametin. Thì nó là axit axit bamitic là C15H31 COH thì chuyển qua triglyceride thì nó là tribametin. Ok chưa? Nếu ra là C17H35 thì nó là tristerin. Tristerin. Nếu ra là C17H33 thì nó tạo ra là triolein. Triolein. Còn nếu ra là 1731 thì nó là tri lino linolein. 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 Còn nếu ra là 17H29 thì nó là tri tri này linolenin. Lenin á. Trilinolenin. Thì muốn đọc đơn giản nhớ thì ta nhớ từng cái tên của axit béo. Axit béo tribametic thì nó là C15H31COH nhớ chưa. Còn stearic axit thì nó là C17H35COH. Rồi oleic là C17H33COH. Linoleic là C17H31COH. Linolenic thì nó là C17H29COH. Ta nhớ được tên của axit béo thì chúng ta đọc được cái tên của triglyceride. Hai nhỏ là tính chất vật lý. Thứ nhất là ở nhiệt độ thường. Ở nhiệt độ thường này, chất béo ở trạng thái lỏng. Ở nhiệt độ thường chất béo trạng thái lỏng, quạt rán. Lỏng đối với dầu. Dầu nha, dầu ăn á. Còn rán là đối với là bơ nhân tạo á. Hoặc là ở trạng thái như là mỡ, mỡ động vật á, giống như là mỡ mỡ lợn hay là mỡ bò, mỡ heo vân vân. Khi trong phân tử chất béo chứa nhiều gốc axit béo no, khi trong phân tử chất béo này chứa nhiều gốc axit béo no thì chất béo ở trạng thái rán. Chất béo mà chứa nhiều gốc axit béo no thì nó là chất béo ở trạng thái rán như mỡ lợn nè, mỡ bò, mỡ cừu vân vân. Khi trong phân tử chất béo chứa nhiều gốc axit béo không no thì chúng thường ở trạng thái lỏng như dầu lạc, dầu vừng, dầu cá vân vân. Thứ hai là chất béo nhẹ hơn nước, lưu ý chất béo nhẹ hơn nước. Do đó nổi trên nước thôi, nổi trên mặt nước. Chất béo nhẹ hơn nước, do đó nổi trên mặt nước, không tan trong nước, dễ tan trong các dung môi hữu cơ, ít phân cực hoặc không phân cực. Chất béo nhẹ hơn nước nha, không tan trong nước, dễ tan trong các dung môi hữu cơ, ít phân cực hoặc không phân cực. Ba nhỏ, tính chất hóa học. Phần A là phản ứng thủy phân và phản ứng cộng. Thầy có sơ đồ này, phản thủy phân thì thủy phân nó có hai loại là trong môi trường axit và trong môi trường kiềm. Thì trong môi trường axit nó là phản thuận nghịch nha, nhớ nha. Trong môi trường axit là phản thuận nghịch. Sản phẩm thu được là glycerol và axit béo. Thủy phân trong môi trường axit thì nó là phản thuận nghịch, sản phẩm là glycerol và axit béo. Này chú ý nhớ nha. Công thức là chất béo cộng cho nước. Thủy phân trong nước á, tạo ra là glycerol cộng với axit béo. Ví dụ như là đây này, phần này, thấy chưa? Ví dụ luôn nè, ví dụ cụ thể nè. Ví dụ cụ thể như là thầy có là tristerin, tristerin. Đây. Là C17H35 COO tất cả 3 lần này. C3H5 thủy phân trong môi trường nước, là trong môi trường axit là H cộng
nung nóng tia đũa đó, thì nó tạo ra là gì? Tạo ra là RCO rồi các này, các chỗ này này tạo ra C17H35 COO, bởi vì nước đó nó gồm hai hai cái ion đó là H cộng O trừ, chỗ này xem là trừ đi, chỗ này xem là cộng, thì âm ghép dương, dương ghép âm, vậy là âm ghép với dương ra là ghép với H ra này axit béo là stearic acid, và cái này ghép với OH C3H5 ghép với thì ra ra là C3H5OH3 lần, nó chính là glycerol. Ok chưa? Đó. Còn thủy phân trong môi trường kem, tức là trong môi trường bay á, bao giờ á, bay này là bao giờ là phấn một chiều nha, là phấn một chiều, là phấn một chiều, sản phẩm thu được là glycerol và xà phòng, nhỏ ngàn khác nha, nó giống nhau là đều là glycerol, còn khác nhau ở đây là axit béo, còn đây là xà phòng. Đây là phấn tổng quát nó nè. Thì ví dụ đây, giờ thầy có là tribametin đi, tribametin là C15H31 CO 3 lần, cái này là C3H5, thủy phân trong môi trường kiềm chẳng hạn như là sodium hydroxide NaOH nung nóng nha, thì tương tự chúng ta cát này là thành điện âm, đây điện dương này, chỗ này cát là O trừ là âm, Na cộng là dương, dương ghép âm, âm ghép dương, giống như là nam với nữ, nữ với nam á, dương ghép âm thì âm ghép dương ra là C15H31 COO Na cộng cho C3H5, và cái này người ta gọi là xà phòng, được chưa? Xà phòng, đây là glycerol. Vậy thủy phân trong môi trường kiềm hay là môi trường bay thì nó tạo ra là sản phẩm là glycerol và xà phòng. Và tiếp theo là phản ứng ở gốc hydrocarbon không no của triglyceride không no. Một số triglyceride không no như là triolein này, triolein là không no nha, triolein là không no này, rồi no là tristerin, còn không no là ba thằng dưới này, triolein, trilinolein và trilinolenin đó. Thì những cái thằng triglyceride không no, chẳng hạn như triolein nè, trilinolein và trilinolenin thì nó cộng được với H2 và Br2, phản cộng với H2 và Br2. Ví dụ như cộng với H2 thì biến chất béo lỏng thành chất béo rán, biến béo lỏng này thành rán. Ứng dụng để sản xuất bơ nhân tạo á, bơ người ta bán trong siêu thị á, chính là bơ nhân tạo. Ví dụ như C17H31 CO 3 lần C3H5 thì cộng mấy H đây? Cộng với 6H2. Thì ra 6H2 thì tạo ra là C17H35 CO 3 lần C3H5. Cái này là triolein, còn đây là tristerin, ra tristerin. Tạo từ chất triolein tạo ra là tristerin. Còn cộng với Br2 bromide á, bromide dung dịch bromide thì cộng này là cộng với 3 Br2, cho nó có 3 liên kết nối đôi CC này, thấy không? Cộng với 3 Br2, chỗ này tạo ra là sẽ là Br2 cộng vô này tất cả 3 lần C3H5. B nhỏ là phản ứng oxy hóa chất béo bởi oxygen không khí. Khi để lâu trong không khí, các gốc axit béo không no trong chất béo có thể bị oxy hóa chậm bởi oxygen, tạo thành các hợp chất có mùi khó chịu. Đây là nguyên nhân của hiện tượng dầu mỡ bị ôi. Có nghĩa là mình có dầu mỡ mà để lâu ngày á thì nó có hiện tượng là nó bị ôi, chưa? Có mùi khó chịu á.
Bốn nhỏ là ứng dụng của chất béo và axit béo. Thứ nhất, chất béo là nguồn cung cấp. Chất béo là nguồn cung cấp và dự trữ, nhá, là nguồn cung cấp và dự trữ năng lượng ở con người và động vật. Chất béo là nguồn cung cấp và dự trữ năng lượng ở người và động vật. Chất béo là nguyên liệu cho ngành công nghiệp thực phẩm, sản xuất xà phòng và glycerol, vân vân. Thì chất béo dùng cho công nghiệp thực phẩm, chẳng hạn như người ta làm bánh nè, bánh rồi đó, làm bánh là nhiều, làm bánh. Còn ngoài ra chất béo còn làm sản xuất xà phòng và sản xuất glycerol. Chất béo là nguồn cung cấp và dự trữ năng lượng ở động vật. Ví dụ như là chất béo, nhờ chất béo mà cung cấp năng lượng cho gấu. Gấu thì nó khi mùa nó có nhiều chất béo ra giúp cho nó giữ sưởi ấm cơ thể. Về axit béo omega 3 và omega 6. Omega 3, omega 6 này có vai trò quan trọng đối với cơ thể, giúp phòng ngừa nhiều loại bệnh. Omega 3 và omega 6 có vai trò quan trọng đối với cơ thể con người, giúp phòng ngừa nhiều bệnh. Chẳng hạn như là omega 3, omega 6 thì nó giúp ngăn ngừa các bệnh về tim mạch. Tim mạch nha. Omega 3, omega 6 thì có tác dụng là ngăn ngừa bệnh tim mạch bằng cách nó giảm cholesterol và triglyceride trong máu. Cholesterol trong máu nghĩa là mỡ máu á. Và ở đây thì chúng ta lưu ý là omega 6 á, thì thường chỉ cần cho người lớn thôi, thường cần người lớn, trẻ em thì ít có dùng. Ở người lớn thì nó ngăn ngừa bệnh tim mạch. Ngoài ra nó còn có tác dụng là bổ não và mát. Và axit omega 3 thì nó có nhiều trong dầu dầu cá này, rồi cá béo, các loại cá béo, rồi hạt lanh, hạt chia, dầu hạt lanh và quả óc chó. Đối với omega 6 thì nó chứa axit là linoleic và nó giúp giảm nguy cơ bị các bệnh về tim mạch. Và nó có nhiều trong dầu đậu nành này, dầu bắp, dầu hướng dương, dầu lạc, dầu hạt bông và dầu cám gạo. Và tiếp theo thì chúng ta đi vào cái phần B, đó là các dạng bài tập. Dạng số 1, lý thuyết. Câu 1, chất nào sau đây không phải là chất béo? A là dầu dừa. Dầu dừa là chất béo nha. Dầu vừng hay là dầu mè là chất béo, vừng hay là mè như nhau. Dầu lạc hay là đậu phộng, đậu phộng á, chưa, đậu phộng nó chính là chất béo. Ở đây sai, ở đây không phải chất béo chính là gì? Không phải chất béo chính là dầu mỏ. Dầu mỏ là hydrocarbon, nó chứa carbon và hydro, nghĩa là công thức của nó tổng quát là CXI. Còn chất béo thì nó chứa là carbon, hydro và oxy, nhớ nha. Này, câu 1 là chọn D. Câu này rất nhiều em nhầm, có nghĩa là thấy chữ dầu nè, yeah, là chất béo không phải nha, đây là dầu mỏ. Câu 2, thủy phân chất béo trong môi trường axit ta thu được. Thủy phân chất béo trong môi trường axit thì ta thu được gì? Axit béo và glycerol. Vậy thì câu 2 này đáp án đúng sẽ là gì? Đáp án C. Câu 2 chọn C nha. Axit béo và glycerol. Câu số 3. Xà phòng được điều chế bằng cách nào? Thì xà phòng được điều chế bằng cách gì đây? Bằng cách là gì? Bằng cách là thủy phân chất béo trong môi trường kiềm hay là môi trường bazơ. Bay á. Tiếng Anh là bay. Chọn đáp án là D. Câu 4, có thể làm sạch dầu ăn dính vào quần áo bằng cách.
có thể làm sạch dầu ăn dính vào quần áo bằng cách gì đây? Bằng cách là tẩy bằng xăng. Bởi vì sao? Bởi vì xăng thì nó có thể hòa tan được dầu ăn. Do đó thì câu 4 chọn B. Câu 5. Khi để lâu trong không khí chất béo sẽ khi để lâu trong không khí thì chất béo sẽ có mùi ôi thiêu, mùi ôi á, mùi ôi, có mùi ôi. Vậy câu 5 chọn D. Câu 6. Để làm sạch dầu ăn dính vào quần áo, để làm sạch dầu ăn dính vào quần áo nè, thì làm sao đây? Thì giặt kỹ quần áo bằng xà phòng. Giặt kỹ quần áo bằng xà phòng, nào. Chọn đáp án là B, dùng xà phòng nha. Câu 6 chọn B. Câu 7. Phát biểu nào dưới đây không đúng? Đáp án A. Chất béo không tan trong nước. Chất béo không tan trong nước là đúng rồi. Thì mới không đúng nha. Đáp án B. Các axit béo là axit hữu cơ, chính xác. Có công thức chung là RCOOH, sai đúng. Là chính xác rồi, bởi vì C15H31COOH thì cái dạng của nó là RCOOH, rồi C17H33235 thì nó cũng là RCOOH thôi. Này đúng rồi. Chính xác đúng. C. Dầu ăn và dầu mỏ có cùng thành phần nguyên tố, đúng không sai? Dầu ăn và dầu mỏ có cùng thành phần nguyên tố, đúng không sai đây? Dầu ăn và dầu mỏ thì dầu ăn thì thành phần nguyên tố là gì? Carbon, hydro và oxy. Còn dầu mỏ là thành phần nguyên tố của nó là carbon và hydro. Vậy thì cái này là sai. Được chưa? Sai. Kiểm tra D luôn này, chất béo tan được trong xăng benzen là chính xác. Chất béo tan được trong xăng benzen. Trong xăng benzen, trong xăng benzen. Vân vân. Và cái này đúng nè. Vậy không đúng ở đây chính là C nha. C, câu 7 chọn C. Câu 8. Cho glycerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H33COOH và C15H31COOH, số trieste được tạo ra là, thì công thức tính số trieste cho em nhớ cái thầy là gì đây? Công thức tính số trieste là n bình phương nhân n cộng 1 chia cho 2. Để nhớ cái này đơn giản thì em nhớ cái thầy là công thức tính số số ete từ n rưỡi là n nhân n cộng 1 chia 2. Thì hai cái này nó khác nhau chỗ này là n bình với n thôi. Trieste thêm n bình vô, thêm chỗ này thành n bình. Còn ete thì nó là n rưỡi này, đây là n alcohol nha, alcohol. Thì tạo ra là n nhân n cộng 1 ete. Được chưa? Còn đây là công thức tính số trieste với n là số axit béo. Rồi. Ở đây có hai axit béo chưa? Thay n bằng 2 vào. Nó ra là 2 bình phương nhân cho 2 cộng 1 là 3 chia cho 2 là 12 chia 2 bằng 6. Vậy có 6 trieste, chọn đáp án là A nha. Chọn A. Câu 8 chọn A, câu 9. Chất béo là trieste của axit béo với ai? Chất béo là trieste của axit béo với glycerol. Vậy câu 9 chọn D nè. Câu số 10. Triolein không tác dụng với chất hoạt dung dịch nào sau đây? Đáp án A này, triolein thì nó là thuộc về cái loại là không no rồi, đúng không? Không no. Vậy tác dụng được với H2 này. Tác dụng được với KOH bởi vì nó là este này, thủy phân trên KOH được này. Tác dụng được với Br2 không?
Có, bởi vì nó có liên cái đôi CC đó. Vậy thì NA là không được rồi, chọn B. Câu 11. Để biến một số dầu thành mỡ rán. Biến dầu thành mỡ rán nè. Quạt bơ nhân tạo, người ta thực hiện quá trình. Quá trình đó là gì? Hydro hóa. Có xúc tác là Niken, xúc tác nè. Vậy câu 11 là chọn A. Câu 12. Phát biểu nào sau đây không đúng? Đáp án A là chất béo là triester của ethylene glycol. Đây này, công thức của nó là C2H4OH2 lần. Cấu tạo của nó là, chi tiết của nó là CH2. Này CH2. Mỗi mỗi cái nhóm này gánh một OH, một nhóm OH. Đây chính là ethylene glycol. Với axit béo là sai nha. Chất béo là triester của glycerol và axit béo này là sai chưa? Vậy chọn đáp án là A luôn. Kiểm tra BCD này. B là các chất béo thường không tan trong nước và nhẹ hơn nước, chính xác, đúng. C. Treolein có khả năng tham gia phản cộng H2. Có xúc tác là Ni, Niken á, đúng luôn nè. D. Chất béo bị thủy phân khi đun nóng trong dung dịch kiềm, chính xác. Rồi câu 13. Khi xà phòng hóa tristerin, ta thu được sản phẩm là tristerin, chúng ta nhớ công thức là C17H35 COO 3 lần C3H5. Thủy phân hay khi xà phòng? Xà phòng thì dùng NaOH đi cộng với NaOH thì nó tạo ra gì? Lấy Na gán vào này này, gán vào C17H35COH thì nó ra là C17H35COONa. Vậy đáp án B là sai này, loại này. Đáp án C cũng sai loại này. Và OH thì gán vào đâu? Gán vào C3H5. Thì nó ra là C3H5OH 3 lần. Nó chính là glycerol. Và chọn đáp án là D nha. Chọn D. Câu 14. Chất nào sau đây không phải là axit béo? A là C735COH là axit béo, đúng nè. B là 733 cũng là axit béo. Rồi C là 1531 cũng là axit béo. Vậy thì thằng D là không phải rồi. D là axit carboxylic, không phải axit béo nha. Câu 15. Chất nào sau đây không phải là chất béo? Đáp án A là C17H35CO 3 lần C3H5. Đây chính là chất béo này, chính xác này. Rồi B 1731 là béo luôn. C cũng là chất béo. Và D không phải đâu. D là este thôi. Câu 16. Hợp chất không tan trong nước là axit acetic thì tan trong nước. Ethanol tan trong nước. Đường glucose tan trong nước. Glucose công thức của nó là C6H12O6 nha. Còn mấy cái chất này chúng ta biết rồi. Dầu vân là thuộc chất béo, do đó thì không tan trong nước, do nhẹ hơn nước. Dầu vân là chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước. Tiếp theo là dạng số 2. Dạng 2 là phản ứng thủy phân. Xét phương trình hóa học RCO 3 lần C3H5 cộng cho 3NaOH tạo ra là RCONa, hệ số 3 nha. Do này có 3 natri này, 3 sodium á. Thì này tạo ra là cộng cho C3H5OH 3 lần. Tạo ra xà phòng và glycerol nha.
Thì môn chất béo này, bây đây. Nó bạn môn glycerol nha. Môn chất béo hệ số 1 này, hệ số 1 này. Môn chất béo bạn môn glycerol bằng 1 phần 3 môn NaOH phản ứng. Tính khối lượng xà phòng theo hai cách. Cách 1 là chúng ta dùng định luật bảo toàn khối lượng là khối lượng chất béo này cộng khối lượng với cộng khối lượng của NaOH thì bằng khối lượng của xà phòng cộng khối lượng của glycerol. Cách 2 là dùng phương pháp tan giảm khối lượng. Cách 2 là dùng phương pháp tan giảm khối lượng. Thì chất béo cộng với NaOH tạo ra xà phòng cộng với C3H5OH 3 lần này. Thì em quan tâm với thầy chất béo và xà phòng. Em coi nó tan giảm bao nhiêu. Cái này là RCO 3 lần C3H5, cái này là 3 lần RCO Na. Thì em cắt cái này ra. Cắt cái này ra, nó tạo ra là 3 R, 3 góc. 3 góc RCO chưa? Giống nhau chưa? Còn cái này sẽ là 3 lần gì? 3 lần Na. Chỗ này là C3H5, đúng không? C3H5. C3 là 12 nhân 3 là 36, với 5 là 41 nè. M lớn là 41. Còn cái này là M lớn bao nhiêu? À, góc này là M lớn bao nhiêu đây? Natri 23 nhân 3 là 69, đúng không? 69. 69. Mày thấy 69 lớn hơn 41 chưa? Mày lấy 69 trừ mấy? Trừ 41, tan đúng không? Tan nè, tan. Là còn 28. Còn 28, vậy nó tan mấy? Tan 28. Vậy thì khối lượng xà phòng. Xà phòng đây này, đây là xà phòng. Đây là chất béo. Sẽ bằng khối lượng chất béo cộng cho 28. Ở đây tính theo NaOH phản ứng thì chúng ta nhớ là hệ số 1 số 3 nha. Hệ số là 3 thì nhân 1 phần 3. Lần mol NaOH phản ứng. Nghĩa là khối lượng xà phòng bằng khối lượng chất béo cộng 28 nhân 1 phần 3 nhân mol NaOH phản ứng. Còn nếu cộng với KOH á thì chỗ này em thấy là chỗ này là K nha, K. Tan rồi đó, nó tan rồi đó. 3 nhân cho 69 nè, trừ mấy đây? Trừ 41 còn nhiêu? Bấm máy tính thôi. 3 nhân 69 trừ 41. À, 3 nhân 69 đâu? 3 nhân 39, coi lên 39 mà. 3 nhân 39. 3 nhân 39 trừ cho 41 thì nó ra là 76. Cái này mà ai ở Quảng Ngãi thì biết là biển số xe là 76 nè, thấy chưa? Thì dễ nhớ lắm. Vậy khối lượng xà phòng bằng khối lượng chất béo cộng cho 76 nhân 1 phần 3 mol KOH phản ứng. Biển số xe Quảng Ngãi là 76 nha. Đó. Câu số 1. Câu 1. Xà phòng hóa 17,24 g chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là bao nhiêu? Áp dụng công thức này. Khối lượng xà phòng bằng khối lượng chất béo cộng cho này là 28 nhân 1 phần 3 mol NaOH phản ứng bằng khối lượng chất béo là 17,24 cộng cho cái này là 28 nhân 1 phần 3 mol NaOH phản ứng là đề cho vừa đủ nè, vừa đủ là phản ứng rồi, và nhân cho 0,06. Bấm máy tính 17,24 cộng cho 28 nhân 1 phần 3 nhân cho 0,06 nó ra là 17,8 bằng 17,8 g. Chọn đáp án là D nha. Chọn D. Câu số 2, xà phòng hóa hoàn toàn 14 g chất béo cần vừa đủ 600 ml dung dịch KOH 0,2 m cô cạn dung dịch
sao phẳng thu được khối lượng xà phòng là bao nhiêu? Câu này áp dụng công thức số 2 này. Vậy khối lượng xà phòng bằng khối lượng chất béo là bao nhiêu? 14 nè. Cộng cái này là 76 nhân 1/3. Mol cao H cái này là đổ ra lít là 0,6 nè, 0,6 nhân cho nồng độ là 0,2 ra mol. 14 cộng cho 76 nhân cho 1/3 nhân cho 0,6 nhân 0,2 thì nó ra là 17,04 bằng 17,04 gram. Chọn đáp án là C. Tiếp theo là câu số 3. Thủy phân hoàn toàn 17,16 kg, đây là kg nha. Một loại chất béo cần dùng vừa đủ 2,4 kg NaOH sau phản ứng thu được 0,736 kg glycerol. Khối lượng muối thu được, khối lượng muối chính là xà phòng á. Xà phòng chính là muối thôi. Muối của kali hoặc là natri, nghĩa là muối của sodium hoặc là potassium á. Vậy thì cái này chúng ta áp dụng định luật bảo toàn khối lượng nha. Và chúng ta có là khối lượng bảo toàn khối lượng nè. Khối lượng chất béo cộng khối lượng của NaOH bằng khối lượng muối nè là xà phòng á cộng với khối lượng của glycerol. Tôi đã tính được khối lượng muối không? Khối lượng muối sẽ bằng gì? Khối lượng chất béo cộng khối lượng NaOH trừ đi khối lượng của glycerol. Chất béo đây là 17,16 nè. Cộng với khối lượng NaOH là 2,4 trừ khối lượng glycerol là 0,736. Bấm máy tính. Mười bảy phẩy mười sáu cộng cho 2,4 trừ đi cho 0,736 thì nó ra một con số là 18,824 bằng 18,824 kg nha. Chọn đáp án là đáp án A nha. Câu 3 chọn A. Câu 3 chọn A, ok chưa? Câu 4. Câu 4 là đốt cháy hoàn toàn Mg một chất béo cần 3,22 mol O2 sinh ra 2,28 mol CO2 và 2,12 mol nước. Cũng mà gom chất béo. Cũng mà gom chất béo này tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH vừa đủ là hết. Thì khối lượng muối tạo thành là bao nhiêu? Rồi, giờ chúng ta giải cái câu số 4 nè. Thì chúng ta nhớ cái thầy nè, cái công thức tổng quát của chất béo là gì? Đây. Công thức tổng quát của nha chất béo là gì? Là CnH2n CnH2n trừ 4 trừ 2KO6. Công thức tổng quát của chất béo là CnH2n trừ 4 trừ 2KO6. Nhớ nha. Rồi. Thầy gọi cái mol này là A mol đi, cho nó là A mol đi. Cho nó là A mol nha. Chúng ta có phản ứng hay là phương trình hóa học. Chất béo điểm đốt đúng không? Đốt cháy chất béo mà. Thì chúng ta có phản ứng là CnH2n trừ 4 trừ 2KO6 để đốt. Đốt trong oxy. Tạo ra chỗ này là
đây là n đúng không? Đây là n CO2 cộng cái này là sẽ là gì? Đạt nhân với chung hai ra ngoài, ở trong là còn n trừ 2 trừ k, n trừ 2 trừ k, H2O là nước á, tạo ra là n trừ 2 trừ k nước. Căn bằng này, căn bằng chỗ O2 này, nhân lên được là 2n chưa? 2n nè, chỗ này nhân là 2n, 2n oxy nguyên tử á, cộng cái này là n trừ 2 trừ k, và nó ra là 3n chưa? 3n trừ 2 trừ k, 3n trừ 2 trừ k, mà trừ này 6 là mấy? Trừ cái này và trừ 6 đi, vì chia cho 2, vậy là 3n trừ k trừ cho mấy? Cho 6 là 3n trừ mấy? Trừ k trừ 8, chỗ này sẽ là 3n này trừ k trừ 8 chia 2, được không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi bảo toàn khối lượng, bởi vì mình có này khối lượng glycerol cộng khối lượng của ai, cộng khối lượng của oxy tạo thành CO2 và nước. Bảo toàn khối lượng này thì mình có là khối lượng của tri, khối lượng của tri của chất béo đi, chất béo cộng khối lượng của O2 bằng khối lượng CO2 cộng khối lượng là nước. Ok chưa? Bảo toàn khối lượng. Khối lượng đằng trước bằng khối lượng sau. Thay vô. Thay này bằng chất béo là M chưa? Oxy có chưa? Oxy nó cho nè, cần là hết cái nè, đúng không? 3,22 nhân cho 32. Còn CO2 là chó rồi. CO2 là 2,28 nhân cho 44. Còn nước là bao nhiêu? 2,12 nhân cho 18. Bấm máy tính tìm được M. 2,28 nhân 44 cộng 2,12 nhân 18 trừ đi cho chỗ này là 3,22 nhân 32. 3,22 nhân cho 32 thì nó ra là 35,44 bằng 35,44 gram. Tính được khối lượng chất béo rồi. Ở đây đều yêu cầu tính cái gì? Tính là khối lượng muối đúng không? Khối lượng muối tức là phần xà phòng hóa đó, xà phòng. Thì mình có là công thức của nó là RCOO 3 lần này, C3H5, đây là công thức chất béo này, cộng với NaOH nhớ là nung nóng nha, tạo ra là RCOONa cộng cho C3H5OH 3 lần. Đây chính là muối hay là xà phòng nè. Ở đây mình có mol chưa? Mình có mol của thằng NaOH chưa? Có chưa đây? Rồi có chưa? Chưa có đúng không? Bây giờ chúng ta phải tính số mol của NaOH. Chưa tính được đâu. Tính theo gì? Chất béo mới được. Chất béo có này. Tính chất béo được. Đây. Thầy sẽ đi bảo toàn nguyên tố oxy nha. Bảo toàn nguyên tố oxy. Ở đây này. Mình có là gì? Mol oxy trong đâu? Trong chất béo cộng mol oxy trong O2 được không? Sẽ bằng ra là tạo bằng gì? Mol oxy trong CO2 cộng mol oxy trong nước. Chất béo thì nó là có 6 oxy và nó chính là 6A. Mol chất béo là A mà. Còn oxy thì có rồi, O2 là bao nhiêu? 3,22 mà có 2 oxy nhân cho 2. Còn CO2 là bao nhiêu? CO2 là 2,28 mol. Có 2 oxy nhân cho 2. Nước là bao nhiêu đây? Nước là 2,12. Nước là 2,12 mà có 1 oxy, coi nhân 1 cũng được. Tự tính được A chưa?
2,28 nhân cho 2 cộng 2,12 trừ đi cho gì? 3,22 nhân 2. 3,22 nhân cho 2 chia cho 6 nữa. Nó ra là 0,055. Sao sai sai rồi? Từ từ nha. Tính lại đi. 2,28 nè. Nhân cho 2 đúng chưa? 2,28 nhân 2 cộng cho 2,12. 2,12. Được, trừ đây, trừ cho 3,22 nhân 2. Trừ cho 3,22 nhân cho 2 nè. Rồi chia cho mấy? Chia cho 6. À 0,04. A là 0,04 mol. Vậy có mol A chưa? Có mol chất béo chưa? Chất béo là 0,04 nè. Này căn bằng lên 3 lần nha. Căn bằng lên 3 lần nè. Vậy là mol NaOH gấp 3 lần lên là 0,12. Còn glycerol là nó bao nhiêu? Nó bằng mol chất béo là 0,04. Vậy thì ở đây chúng ta áp dụng định luật bảo toàn khối lượng cho phần này. Thì mình có là bảo toàn khối lượng. Thì có là khối lượng muối sẽ bằng gì đây? Bằng khối lượng chất béo là bao nhiêu? Chất béo là có rồi, 35,44. Cộng khối lượng NaOH là 0,12 nhân 40. Trừ khối lượng glycerol là 0,04. C3H5OH 3 lần là 92. Bấm máy. 35,44 cộng cho 0,12 nhân 40 trừ cho 0,04 nhân 92 thì nó ra là 36,56. Nó bằng 36,56 gram. Chọn đáp án là D nha. Câu 4 chọn D, ok chưa? Tiếp theo là dạng số 3. Đây là dạng cuối cùng nha. Dạng 3. Phần cộng OH2Br2. Phần cộng H2Br2. Câu 1 cho amin chất béo X tham gia phản ứng cộng tối đa với 5 amin Br2. Amin chất béo X nè, cộng tối đa với 5 amin Br2. Đốt cháy amin X thu được B mol nước và V lít CO2 điều kiện tiêu chuẩn. Điều kiện tiêu chuẩn là V bạn N nhân cho 22,4. Nghe chưa? Còn điều kiện chuẩn đây, đây là điều kiện tiêu chuẩn nha. Còn điều kiện chuẩn là V bạn N nhân cho 24,79. Đây là điều kiện chuẩn. Được chưa? Rồi biểu thức liên hệ giữa V, A và B. Ở đây chúng ta có là X cộng với Br2 này. Thì câu công thức nhớ là X cộng với K trừ 3. K là số lượng bi á. Br2 tạo ra là sản phẩm, được không? Ở đây đề cho là mol chất béo là amol, đây là A này. Tính quay cái này là sẽ là K trừ 3 nhân A. Và theo đề gì đây? Theo đề họ cho gì? Theo đề có gì đây? K trừ 3 nhân A thì bằng mấy? Bằng 5A đề cho. Rút gọn hai vế cho A đi. Vậy K bằng 8. K trừ 3 bằng 5, K bằng 8. K bằng 8 thì sao? K bằng 8 thì chúng ta có phản ứng là X nè, đốt cháy chất béo X cộng O2 thì tạo ra là CO2 cộng cho nước. X là mol là A này. Thì tạo ra được là V. VCO2 nghĩa là chia cho 22,4 số mol đó. Tính theo số mol là V chia cho 22,4.
Còn nước là mol là B. Đây là mol nha. Tới đây chúng ta áp dụng công thức đốt cháy. Công thức đốt cháy đó là mol nước, mol CO2, mol CO2 trừ mol nước. Công thức đốt cháy nâng cao là mol nước CO2 trừ mol nước là bằng K trừ 1 nhân cho mol hợp chất hữu cơ. Ở đây là chất béo á. Và đây mình thay vào là mol CO2 là bao nhiêu? Là V chia cho 22,4. Mol nước là B. K trừ 1 ở đây là K bằng 8. 8 trừ 1 là còn 7. Mol chất béo là A bằng 7A. Tới đây thì chưa giống đúng không? Chưa giống. Vậy để giống thì làm sao? Để giống thì chúng ta phải đi thu gọn lại. Ta tính V đúng không? Tính V. Vậy thì mình có là V chia cho 22,4 sẽ bằng là 7A cộng B. Được không? Ta tính V bằng gì? 7A cộng B nhân cho 22,4. Vậy đáp án đúng ở đây chính là 7A cộng B nhân cho 22,4 chính là đáp án gì đây? Đáp án A nha. Câu 1 chọn A. Câu số 2. Câu số 2 nè. Đốt cháy hoàn toàn một mol chất béo thu được lượng CO2 và nước hơn kém nhau 6 mol. Lượng CO2 và nước hơn kém nhau 6 mol nha. Mặt khác, A mol chất béo trên tác dụng tối đa với 600 ml dung dịch BR21M, giá trị của A là bao nhiêu? Giá trị của A là bao nhiêu? Được chưa? Thì đây chúng ta cần nhớ công thức của chất béo. Đó là gì? Đó là CnH2n trừ 4O6 trừ trừ 4 trừ 2KO6. Công thức tổng quát của chất béo đó là CnH2n trừ 4 trừ 2KO6. Được chưa? Trừ 2KO6. Thì để đơn giản cái này chúng ta cần nhớ cái này nè. Để cho nhớ công thức này á thì các em nhớ là công thức á, công thức của chất béo rán là CnH2n cộng 1 COO 3 lần C3H5. Đây là công thức của chất béo rán nè. Thì mình sẽ biết thành là đây là 3n chưa? 3n và đây nhân 2 là 3n, cái này là cộng cho mấy? Cái này 3 với 3h này. 3n cái này là mấy nè? À, mà mấy cái này là 3c này đúng không? 3c. Với 3 là 6 chưa? Vậy là C3n cộng 6. Đúng không? 3n này. 3n này cộng 3 với cộng 3 là cộng 6c. Vậy C3n cộng 6 H mấy đây? H ở đây là đếm nè. Chỗ này là có 6n này. 6n. Cái này là 3 với 5 là 8. Vậy H 6n cộng 8. Cái này có 2 oxy mà nhân 3 là O6. Được chưa? Thì tới đây mình sẽ đạt x là bằng là 3n cộng 8. X3n cộng 8 nha. X bằng 3n cộng 8. X bằng 3n cộng 8 thì nó ra là gì? À, đặt đặt cái đây là 3n cộng 8, à, x bằng 3n cộng 8 thì nó ra là C mấy? Chỗ này sẽ là 3n cộng 6 nhé. 3n cộng 6 cộng 6. Nó sẽ ra là C mấy? CXH mấy đây? Chỗ này là viết thành là 3n này cộng cho 6. Này là cộng 8 phải không? Thì đây phải trừ mấy ra? Cộng 8 thì đây cộng thêm 2 à. 3n cộng 8, à, 6n cộng 8 là cái này phải trừ, cái này thành
hai lần này, hai lần đúng không, là 6 nè, 6 nè cộng 12 là còn trừ 4 đúng rồi, trừ 4 đúng không, 12 mà trừ 4 còn 8, chúng ta sẽ thành là 2x trừ 4 ô 6 đúng chưa. Đó, đây là công thức của tổng quát của chất béo rán này, là CXH2X trừ 4 ô 6. Vậy thì công thức của chất béo sẽ là, chúng ta thêm K vào thôi, công thức của chất béo sẽ là CXH2X trừ 4 trừ 2K ô 6. Ok chưa? Rồi, chúng ta có phản ứng đốt cháy, phản ứng cháy CnH2 nào trừ 4 trừ 2KO6 đốt cháy, đốt trong oxy tạo ra là NCO2, cộng này sẽ đạt 2 ra ngoài, ở trong là N trừ 2 trừ K, N trừ 2 trừ K nước, N trừ 2 trừ K nước, căn bằng chỗ này sẽ là 3 3N này trừ cho K trừ 8 chia 2 được không. Ở đây thì cho là một mol, để cho một mol này, một mol chất béo này, một mol. Còn chỗ này thì để cho là CO2, để cho bao nhiêu, để chưa cho đúng không, x đúng không, x cái này không phải, cái này là tính qua này, tính qua đây là một mol, tính qua đây là sẽ là gì, n này nhân một là n đó, tính qua cái này cũng vậy là n trừ 2 trừ k nhân 1 được không. Mà theo đề thì cái lượng CO2 vào nước nó hơn kém nhau là 6 mol theo đề, ta có mol CO2 trừ mol nước đi bằng 6 được không, cho bằng 6 luôn, thì mình có là mol C2 là x, à, là n, xin lỗi, n trừ đây, trừ cho cái này, trừ cho nước là trừ gì? Trừ cho n trừ 2 trừ k bằng 6, n mất chưa, còn lại là sẽ ra là k cộng 2 bằng 6, k cộng 2 bằng 6, k mấy, k bằng 4, có k bằng 4 rồi. Và thầy đạt mol chất béo là cho bằng A mol nha, chất béo là A mol, K bằng 4 rồi. Vậy thì thầy có là phương trình đó là 4A, 4A đúng chưa, 4A sẽ bằng là để cho đây là bao nhiêu, 0,6, 4A thì bằng mol BR2 này bằng 0,6, phải tính A bao nhiêu, 6 chia 4 là mà 0,6 chia 4 là 0,15 phải không, 0,6 chia 4 bằng 0,15, A là bằng 0,15, chọn đáp án là D. Video bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng, cảm ơn các em đã theo dõi, hẹn gặp các em ở video tiếp theo, chào tạm biệt các em.